Nếu mà cái nghiệp nó đến rồi á thì cách nào cũng chết. Và Đức Phật dạy câu kinh Pháp Cú này: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Thì Đức Phật nói cái nhân quả là ông Nan Đà này đời trước cũng đã từng giết cái người đó, hay là ngay cái đời này mình cũng gieo thù chuốc oán gì với ai, cho nên người ta mới tìm cách người ta hại mình. Và tất cả những cái nghiệp xấu đó nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt từ cái nguồn tâm mình hướng xấu. Cho nên ngày nay cái quả gì mà chúng ta hưởng đó, thì thay vì mình vội trách ai đó thì phải nhớ quay lại nhìn, do cái tâm mình hướng tà. Mà Đức Phật mới nói á, cho dù kẻ thù hại kẻ thù cũng không nguy hiểm bằng cái tâm nó hướng tà. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có ghét mình, ta giết cái xong rồi, một đời thôi. Nhưng mà cái tâm mà hướng về cái nẻo xấu, hướng về cái điều sai quấy đó, nó hại mình, hại thân nhân mình, hại bà con quyến thuộc, rồi ở tương lai nữa, mình chết thì xong rồi. Nhưng mà nếu mình hướng về một cái điều gì sai lầm, đâu phải mình khổ không đâu, thấy không? Người thân mình khổ à, rồi biết bao nhiêu những người, những cái hệ lụy. Có một cái bài kinh gọi là bốn điều không tránh khỏi. Thì một hôm Đức Phật ngồi thiền, thì Đức Phật mới trong cái thiền định tĩnh lặng đó, thì Ngài mới nghe được bốn ông tiên nói chuyện. Thì tiên thì thường thường là có thần thông, biết bay, biết nhảy vậy đó. Thì bốn ông tiên này ông mới nói, bốn ông mới ngồi bàn với nhau, nói thí dụ như một ngày nào đó tử thần tới với mình đó, rồi mình làm sao? Thì ông tiên thứ nhất nói tôi không lo, tại vì tôi có thần thông. Thì tôi làm cái gì? Tôi có thể bay đi, tôi bay đi khắp trong hư không này thì tử thần nó rượt không kịp. Rồi ông thứ hai mới nói tôi cũng không lo, tại vì tôi có thể chạy vô chỗ đông, tôi lẫn ở trong đám đông thì tử thần nó kiếm không ra tôi. Ông thứ ba mới nói tôi cũng không lo, tại vì tôi có thần thông, tôi lặn dưới biển nó cũng không kiếm được tôi. Ông thứ tư mới nói tôi cũng không lo, tại vì tôi chui vào trong núi nó cũng không kiếm được tôi. Thì bốn ông tiên ông bàn vậy đó. Nhưng mà không ngờ mấy ông nói xong rồi thì tử thần nó tới, bốn ông rụng càng, rớt thần thông chết hết. Thì ở đây một câu chuyện chỉ để nói gì, tiên hay là không tiên gì cũng vậy, một khi cái vô thường nó đến, cái sự chết nó đến thì không ai tránh được. Cho nên kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà. Tức là cứ nói cái nguy hiểm nhất là cái tâm của mình, tại vì cái tâm mình nó mới dẫn mình đi vào cái con đường sai quấy. Rồi cái tâm hướng tà đó, vì vậy cho nên khi mình tu tập á, mình tu cái gì? Mình tu cái tâm. Bây giờ quý vị thấy nè, mình để hình Phật lên mình thờ nè, rồi mình tụng kinh nè, mình thọ giới nè, mình ăn chay nè, tất cả những cái đó nó không ngoài nó giúp cho cái tâm mình nó thuần. Tại vì khi cái tâm mình mà nó thuần á, là được gì? Nó gạn lọc. Thường thường người ta làm vàng á, là vàng đãi từ đâu? Đãi từ bụi, đãi từ cát. Mà khi mà từ cái cát bụi đó, từ cái tạp dơ đó mà chúng ta gạn ra được vàng, và một khi nó thành vàng rồi thì nó làm sao? Nó không có thay đổi chất, phải không? Cho nên gọi là thuần. Cát bụi rác đó, cái đó đó có thể lọc lại thành vàng, một khi nó thành vàng rồi thì nó không trở về cát bụi nữa. Thì ở đây đưa một cái ví dụ giống như tâm của mình vậy đó. Tâm mình chưa thuần thì mình gạn lọc, mà một khi tâm mình thuần rồi thì vững chãi, không có cái gì mà có thể làm cho mình lung lay được. Vì vậy mà Đức Phật dạy cái câu kinh Pháp Cú này. Và cái câu Pháp Cú thứ kế đến: điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn.
Nó hơi ngược lại với câu trước. Nghĩa là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia. Nhưng mà cái đó nó cũng không có nguy hiểm bằng cái tâm hướng tà. Rồi ngược lại câu này nói rằng cha mẹ, bà con cha mẹ không thể làm gì cho được mình, chỉ trừ khi nào tâm mình hướng thiện. Ví dụ bây giờ mình làm một cái điều gì đó, cha mẹ có thương cũng không làm gì được, cứu gỡ được. Như là mình bệnh, mình chết, có tiền đó, nhưng mà nhiều khi có tiền mà không mua được thuốc. Có được cái sự có tiền mà mình mua được cái đồng hồ đeo, nhưng mình đâu có mua được thời gian. Rồi mình mua được cái bảo hiểm mà đâu mua được sự an toàn. Cho nên chỉ có tâm hướng thượng. Thì tâm hướng thượng là gì? Thứ nhất á, nó có ba việc. Nó có hai việc á. Một á, là cái tâm mình phải hướng về cõi lành. Thứ hai á, là cái tâm mình phải có lập trường chân chánh. Mà khi mình lập trường chân chánh rồi, mình hoan hỷ với cái lập trường đó. Thí dụ như trong cuộc sống này thiếu gì những cái sai lầm mà nó chiêu dụ mình. Nhưng mà thường thường những cái đó mà khi nó chiêu dụ thì nó đâu có bao giờ nó nói nó sai. Nó luôn luôn hấp dẫn. Và khi mình rơi vào trong đó rồi thì sau đó mình phải quay cuồng theo nó. Thân tứ đại phải quay cuồng theo vận hội. Giống như mình rớt trong cõi người rồi thì mình phải một cái chu kỳ. Phá Hoài ví dụ như mình chưa có gia đình thôi, thì mình có một cái vận hội của một người độc thân. Mình lăn lóc trong một người độc thân. Nhưng một khi mình có vợ có chồng thì mình đi vào một cái ngõ ngách khác, cái bắt đầu mình phải vận cuộn theo cái sự có vợ có chồng. Rồi không có con thôi, mà hãy có con rồi thì phải làm sao? Mình phải chạy theo cái vận cuồng đó. Cho nên một khi chúng ta rơi vào trong một cái khoảng cuộc sống nào rồi thì đều có phải những cái xoáy đó. Giờ ở trong cái xoáy đó, chúng ta biết định lại và hướng cái tâm mình. Thứ nhất, đây là một, đây là 10 pháp mà có thể giúp cho tâm mình hướng thiện nè. Một là bố thí nè, hai là trì giới nè, ba là hành thiền nè, bốn là cung kính bậc trưởng thượng nè, năm là phục vụ nè, tức là phụng sự đó, sáu là mình hồi hướng phước lành nè, bảy là mình hoan hỷ với phước mình có nè, và mình hoan hỷ với phước báo của người khác nè, tám là mình nghe giáo pháp, chín là mình truyền bá giáo pháp, mười là mình làm lớn lên cái chánh kiến của mình. Thì bây giờ á, thứ nhất là bố thí là dễ rồi, quý vị biết rồi, giúp đỡ, chia sẻ. Thứ hai là trì giới, thứ ba là hành thiền. Hành thiền là gì? Mỗi ngày mình phải có tu tập. Quý vị có thể thiền bằng một thời kinh, quý vị có thể thiền bằng thời niệm Phật, quý vị có thể thiền bằng lại sám hối, quý vị có thể thiền bằng trì chú. Tại vì khi chúng ta làm cái gì mà chúng ta hết tâm ở trong đó thì nó đưa mình tới cái thiền hết á. Chữ thiền là gì? Là tĩnh lặng. Thí dụ mình niệm Phật mà tâm mình không nghĩ gì hết, mình chỉ biết câu niệm Phật, nghe rõ ràng mình niệm Phật, đó là thiền. Mình ăn trong chánh niệm, ví dụ mình ăn cơm với gia đình mình, tắt cái tivi đi, cất cái điện thoại qua bên đi, đó mình ăn cơm thiền đó. Còn mình ăn cơm mà mình mở tivi rồi mình để cái phone kế bên, nó tinh cái mình ngó một cái, mà trong khi đó người trước mặt mình không ngó. Cho nên ngày xưa tổ ngài Triệu Châu á, có một ông đó, ông tới ông cũng hỏi ngài lung tung lắm. Ngài chỉ trả lời một câu thôi: khi tôi sanh ra tôi có được một cái áo nặng 7 kg. Trời ơi, đâu có cái áo nào mà nặng 7 kg. Hay là có một cái áo mà ngài muốn nói đây là gì? Khi mình sanh ra mình thọ cái thân này, và cái thân này đang trước mặt đây, cái 7 kg mà ngài muốn nói chính là cái áo đó, là nói cái thân mình đó. Đấy. Mình sanh ra là mình có một cái chiếc áo. Cái áo mình mặc này là cái che thôi, chứ còn cái thân này là một chiếc áo. Mà chiếc áo này nó sẽ dần cũ mục để đi đến cái hoại diệt. Cho nên các vị đây nói bỏ thân như bỏ chiếc áo. Hay là mình có chiếc thân này như một cái xe, đi lâu ngày rồi nó thay đổi, rồi lâu ngày nó hết nhớt, hết xăng, hư hết, thì mình phải bỏ nó.
Thì ý mà Ngài muốn nói là nhận diện cái thân tướng đang trước mặt. Thì ở đây cũng vậy, chữ thiền nghĩa là khi chúng ta làm việc gì, chúng ta có cái ý thức vào cái công việc đó thì là thiền hết. Lại Phật cũng thiền, ăn cơm cũng thiền, uống nước cũng thiền. Có nhiều khi mình đi chợ về cái mình không đủ thiền á. Đi chợ về cái thức ăn mà tươi á, thì đem vô tủ gỗ, tủ khô cất. Mà đồ ăn khô đem vô tủ lạnh cất. Rồi thậm chí quên mở tủ lạnh cất vô đó, hay là mở tủ đông cất vô đó. Tới hồi mở ra thiếu gì những cái việc như vậy à. Cho nên đó là bố thí trì giới hành thiền, cung kính bậc trưởng thượng. Tại vì sao? Tại vì cung kính bậc trưởng thượng nghĩa là tâm mình luôn luôn khởi cái tâm cung kính. Mà hãy có cung kính thì nó, thường thường chữ cung là gì? Chữ cung là mình khum xuống vậy nè. Chữ kính là sao? Mình quý trọng. Hãy quý trọng là phải khiêm, phải cung người. Cho nên là các thầy của tu cũng vậy, nằm là nằm như nằm như là cái cung vậy đó. Mà hãy ngồi là ngồi thẳng như là cái chuông. Đi thì đi như con phụng, đi từng bước, đi thẳng thớm. Người nào mà đi mà chưa có thông dong là mình biết tướng đi đó chưa phải tướng đi của con phụng, tướng đi đó của con cua. Hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngọa như cung. Khi đứng là đứng thẳng. Cho nên cái chữ cung kính trưởng thượng là hễ ai mà mình quý trọng thì tự nhiên nó thể hiện cái sự cung kính. Khiêm cung nó cũng nghĩa là vậy. Mình khiêm nhường và mình cung kính. Mà hễ cái người mà có cái tâm cung kính thì bắt đầu nó khởi từ trong lòng và nó thể hiện qua cái hình tướng. Phục vụ. Phục vụ là một cái hạnh tốt. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ là luôn luôn có cơ hội mình làm. Đó. Quý Phật tử mà về chùa Công Quả đó, mà Phật giáo thì chúng ta sẽ dùng cái từ Công Quả. Còn mình dùng cái từ thông thường là gì? Đi phụng sự. Hồi xưa quý hòa thượng mình ở Việt Nam tổ chức những đoàn Phật tử thành ra những người thanh niên phụng sự xã hội. Nghĩa là mình sống không phải chỉ biết lo cho mình mà mình còn biết lo cho người khác. Gọi là đi phụng sự. Mà cái khi mà chúng ta có phụng sự thì chúng ta thấy rằng mình sống mỗi ngày không có lãng phí. Còn trong Phật giáo thì mình dùng cái từ là công quả. Tại sao gọi là công quả? Mình đem hết tất cả những cái công phu tu tập mình thể hiện vào trong mỗi cái việc làm đó để nó đưa đến kết quả. Đi vô chùa mà là rửa chén, rồi quét nhà đó là cả một công phu đó. Tại vì sao? Có thể người ta không có thích cái kiểu mình rửa chén. Mình sắc cái củ này, củ khoai, củ cà rốt này, người ta đổi ý, người ta không muốn kiểu này. Đang sắc vậy cái người khác tới nói tại sao không khắc kiểu kia. Mà mình thể hiện được tất cả cái nhẫn nại của mình, cái khiêm cung của mình, công phu lắm. Cái chữ công đó là cái công phu tu tập từ bi, nhẫn nhục, hỷ xả, bao dung gì đó. Tất cả những cái gì mình học nó thể hiện trong một chữ công đó hết. Mà hễ mà mình thành tựu được cái đó gọi là công đức. Cái gì mình sống mà mình sống thiện đó, cái gọi là công đức. Còn mình chỉ cho người ta bên ngoài thôi, cái đó gọi là phước đức. Thí dụ mình ta đói bụng mình cho cơm ăn, phước thôi. Nhưng mà mình đưa cái hộp cơm người ta cho người, làm sao để người ta cảm nhận được cái sự gọi là quý ba quý mến của mình khi đưa cái hộp cơm đó là công đức. Thành thử trong một cái sự việc đưa một hộp cơm mà chúng ta có cả hai phước, một là công đức, hai là phước đức. Một cái ly nước mình rót, một cái việc mình làm, nhiều khi mình chỉ thể hiện cái tướng thôi thì đó nó được có một phần thôi. Cho nên phụng sự đó là một cái điều mà làm. Mà khi mình cái tâm mà thường thường á, mình muốn để tôi giúp, mà khởi cái tâm giúp là cái tâm hướng thượng, cái tâm chân chánh. Cho nên khi mà tâm mà hướng thiện rồi thì tất cả những cái kia nó chuyển hóa hết. Thứ sáu là hồi hướng phước báo, tức là mình có mình chia sẻ với mọi người à. Chia sẻ nó cũng có nhiều loại lắm. Chia sẻ chỗ ở, chia sẻ vật thực, chia sẻ pháp lành. Cái gì mình hiểu biết được, mình nghe hay được, mình chia sẻ với người ta.
Thứ bảy là hoan hỷ phước báo với người khác. Cái này cũng là cái phước này. Cái phước này gọi là phước tùy hỷ. Có nhiều khi mình không được cái đó, nhưng mà người khác được, đừng có ganh. Và mình phải tùy hỷ, mình phải vui. Có một cái em đó, sống trong gia đình đó, không có được tình thương của cha mẹ. Thì khi cái em đó về chùa đó, thì các thầy các cô rất là thương. Tại vì biết em này á, sống trong gia đình và từ cha mẹ cho đến anh chị em thường có những cái thái độ và cái cách sống làm cho em đau khổ lắm. Và em chỉ về chùa mới có được cái niềm vui và có tình thương thôi. Thì em có một cái người bạn đi chùa chung, và khi thấy bạn mình được các thầy các cô thương, để cho bạn mình đỡ tủi thân, đỡ cảm thấy rằng mất niềm tin vào cuộc sống, thì em này rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Và luôn luôn khi thấy các thầy các cô đối tốt với vị đó thì em này vui, vì thấy rằng bạn mình ít nhất cũng tìm được một nơi. Còn mình đầy đủ rồi, mình cũng được có cha có gia đình thương, mình cũng được về chùa. Có thể nhiều khi thầy cô đó chú tâm cái em khổ kia hơn, quên mình chút cũng không có gì trở ngại. Nếu mình làm được cái đó, cái đó gọi là tùy hỷ với phước của người khác. Mà quý vị thấy ngồi đây mỗi người mỗi phước à, không ai phước giống nhau. Thậm chí cùng một căn bệnh mà có người khỏe hơn, có người mệt hơn, có người hợp thuốc, có người không hợp thuốc, có người được chăm sóc, có người không được chăm sóc. Cho nên tất cả đều tùy vào cái phước nghiệp của mỗi người. Mình ganh cũng không được gì, mà chẳng qua là nếu mình ganh đó, chẳng được gì mà còn tổn nữa, còn tổn thêm cái thiện lành của mình nữa. Thứ tám là gì? Nghe giáo pháp. Mình có nghe thì để làm gì? Nghe để khai mở. Ngày hôm qua Pháp Hòa có truyền năm giới cho một anh Thiên Chúa giáo. Bây giờ là một ngày 2 tiếng đồng hồ nghe pháp. Và vừa càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấm, và phone qua khoe với thầy. Gia đình con bây giờ đầm ấm hạnh phúc. Tại vì bây giờ tất cả đều tu tập. Anh mới kể cái chuyện vui. Anh nói thầy là cứu tinh của con. Hỏi cứu tinh sao? Bữa nào mà con làm gì sai mà con biết vợ con sẽ hầm hừ với con, cái con canh bà sắp về cái con mở thầy lên giảng. Cái bà về bà nghe thầy giảng, cái bà đi lên lầu luôn, bà không nói gì hết. Cái ta tối cái quề. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói người mà nghe pháp có 5 cái lợi. Một á, sẽ biết được những điều chưa biết, đúng không? Có những cái mình không biết nhờ nghe pháp được biết. Thứ hai là mình sẽ rõ ràng được những điều mình đã biết mà biết chưa có chính xác. Có những cái mình biết nhưng mà hình như mơ mơ màng màng, mơ hồ thế chứ chưa. Điều thứ ba, sạch cái tà kiến, được cái chánh kiến. Thêm hiểu biết, tăng sự hoan hỷ. Có nhiều khi hồi xưa giờ mình làm việc đó mình không biết, nhưng mà bây giờ mình nghe điều đó rồi mình hoan hỷ vô cùng. Cho nên nghe pháp được 5 lợi. Quý vị cứ nhớ là mình nghe pháp cũng giống như là mình ăn thức ăn cho tinh thần vậy đó. Còn mỗi ngày mình ăn cơm, ăn cháo, uống nước rồi đó, là cái đó nó mới có bổ thân thôi. Nhưng mình nghe pháp sẽ bổ tâm. Nếu ai không có thời giờ nghe nhiều thì nghe 30 phút. Rồi mai mai mình lại nghe tiếp. Là mình không có thời gian nghe ở nhà thì mình nghe trên xe, trên đường mình đi làm. Rồi hoặc là mình không có thời gian thì mình nghe trong khi mình làm việc. Được hết á. Thật ra thì mình ngồi nghiêm trang mình nghe thì nó sẽ rót vào nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta hãy lựa cái khoảng trống nào mà có thể làm được. Điều thứ 9 là gì? Là mình truyền bá giáo pháp. Điều thứ 10 là mình làm cho mình có được cái chánh kiến. Ở đời một trong những cái mà mình hạnh phúc và làm cho người khác kính nể mình là vì chúng ta có cái chánh kiến. Tại sao? Vì chúng ta có cái thấy đúng thì chúng ta sẽ hiểu biết đúng, và chúng ta sẽ nói những lời đúng. Từ một cái đúng nó dẫn mình đi tới những cái đúng khác. Cho nên không ai có khinh thường mình được.
Không ai có những cái thái độ khinh suất mình được. Bởi vì sao? Bởi vì mình có được cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Và ba cái đó đó nó liên kết với nhau. Căn bản nhất, khi có cái thấy đúng đắn thì suy nghĩ sẽ đúng đắn, gọi là chánh tư duy. Và vì thấy đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn, cho nên sẽ đưa đến lời nói đúng đắn, gọi là chánh ngữ. Đó là chưa nói tới mình sẽ tạo những cái nghiệp chân chánh, gọi là chánh nghiệp. Chưa nói là mình siêng năng tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn. Năm nay mình tụng kinh Dược Sư 49 ngày. Thì mỗi lần, thật ra thì hơn 30 năm nay, năm nào mình cũng tụng Dược Sư 49 ngày, từ mùng 1 Tết đến lễ Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 2. Nhưng mà đặc biệt là năm nay á, là tất cả những chương trình tụng kinh của chùa đều đưa lên trên cái livestream cho Phật tử theo dõi. Thì Pháp Hòa nhận rất nhiều thơ, rất nhiều phone của Phật tử ở khắp nơi mà được lợi lạc bởi những cái buổi lễ Phật trì kinh như vậy. Và các vị thấy được một cái sự chuyển hóa rất lớn ở trong đời sống của các vị. Và có vị nói là chưa bao giờ biết Phật Pháp, chưa bao giờ biết tụng kinh, chưa bao giờ biết nghe Pháp. Thậm chí có Phật tử em mình tên đây, biết chùa vậy lâu lâu Tết nhất đồ ghé, nhưng mà chưa bao giờ theo dõi một chương trình tu tập hay tụng niệm gì hết. Nhưng mà lần này ở tại nhà vẫn có thể theo dõi được, cho nên các vị đã đi theo những chương trình đó và thấy có nhiều cái niềm vui. Và tự nhiên cái vị đó nói bây giờ mình trong khoảng một năm nay, cái sự hiểu biết của mình về cái con đường tu tập của mình, về cái đạo mà mình đang tín ngưỡng mình đi theo, nó rõ hơn ngày xưa nhiều lắm. Hồi xưa mình cũng nói mình đạo Phật vậy, nhưng mà cái đạo Phật nó mơ hồ và cảm giống như mình chỉ nghĩ là ở đây là tôn giáo mình cúng bái vậy thôi. Nhưng mà bây giờ biết Phật Pháp nhiều hơn, cho nên mình nghe Pháp nó làm cho cái chánh kiến của mình nó tăng trưởng. Thì thưa đại chúng, hai cái bài kệ này thì Đức Phật nói: oan gia hại oan gia, kẻ thù gặp kẻ thù, không bằng tâm hướng tà. Bởi vì tâm hướng tà rất nguy hiểm. Pháp Hòa ví dụ ha, con cái của mình đó, kệ nó thà là nó trơn chất, nó đơn thuần, nó khờ khạo vậy đó, thà là vậy đi. Còn hơn á, mà nó sống nó mưu mô, nó giả dối, không thèm. Cho nên là nhiều khi mấy vị nói mấy thầy ở chùa hơi cái kiểu như là lành quá, Pháp Hòa nói kệ. Nó lành hơn là một đứa mà nó sống mà cái đầu của nó mưu mô quá, nó toan tính nhiều quá, không tốt. Tại vì sao? Quý vị để ý coi, hễ người nào mà cái tâm hướng tiền là tối ngày cứ tính toán, đụng chuyện gì cũng nói tiền, cái riết cái người đó, cái tình cảm họ sống với người ta xung quanh đó, ta nói thôi đừng nói chuyện với người đó, người đó đụng chuyện nói tới là tiền bạc đó. Nó tùy cái tâm mình hướng cái gì thì mình nói cái đó, cho nên nguy hiểm. Cái tâm hướng tà, hướng xấu, chữ tà là lệch thôi, chữ tà là nó sai quấy, nó lệch. Thật ra nếu mình hướng về cái gì không hay thì luôn luôn. Bây giờ mình nói một cái đơn giản thôi, ví dụ như một khi mình giận ai là luôn luôn mình cứ hướng về người đó, mà nó khổ vậy đó. Mình thường thường ví dụ như trong đại chúng đây, mình vô đây mình ngồi, mình không có gì với ai hết trơn á, chứ mình ngồi tỉnh bơ à, ai ngồi đâu cũng quẳng chẳng quan tâm. Nhưng mà một khi mà cái người mình không ưa rồi mình hay kiếm lắm, ngó vòng vòng coi nó ngồi ở đâu, nó lạ vậy đó. Cho nên cái gì mà nó không thích là mình hay hướng về cái đó, mà chính cái đó nó dẫn dắt mình đi tới khổ. Các vị nào mà bị bệnh cũng vậy, đừng có tối ngày cứ suy nghĩ tới cái bệnh của mình, nó làm cho mình bệnh hơn. Thí dụ mình nói là mình bệnh nan y đi, nhưng bây giờ mình còn đang khỏe được, mình đang làm được gì, vui vẻ mình sống với mỗi ngày như vậy. Người đời ai cũng chết mà, chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi. Ở bên hệ phái khất sĩ, ta đi cầu siêu, ta không cần tụng chú vãng sanh, không cần tụng Nam Mô A Di Đà bà dạ, tụng cái bài đó đó. Muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện.
thác bền, sống không bền. Người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sanh diệt. Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe, mỗi khi Pháp Hòa ghi danh sách cầu an cầu siêu vậy, năm nào cũng có chuyển sang nhượng hết á. Năm nào cũng có cái vị đó nói xin thầy cho con vô gửi người thân vô danh sách cầu an. Cái đâu mấy tháng sau, tuần sau, năm sau vậy, xin thầy chuyển qua cầu siêu. Thật ra cái danh sách cầu an á là thay đổi luôn luôn, còn cái danh sách cầu siêu là không có thay đổi. Một khi mình vô danh sách đó rồi là không có thay đổi. Còn cái danh sách này thay đổi à? Danh sách cầu an là phải update luôn luôn á. Còn danh sách cầu siêu mà chuyển qua rồi là không thay đổi nữa. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa tuần rồi Pháp Hòa kể đó, mình ở cái nhà đó, thôi đó nghe, kỳ này là thôi đó nghe, cái nhà này thôi đó nghe, chưa đâu, có tiền tính nữa. Nhà mình ở có thay đổi nghe, có cái lộn nó không có đổi á. Xuống đó rồi là ở đó luôn. Thật ra nhiều khi mình có tư duy, mình quán chiếu cái tâm của mình, cái đó là cái sanh diệt. Tại vì sao? Tại vì cái đó là cái thay đổi. Thì có một hôm Đức Phật đi ngang một cái căn phòng của một thầy, thì từ ở trong phòng đó nó bốc một cái mùi hôi. Từ trong phòng ra thì Đức Phật đi vào, thì Đức Phật phát hiện rằng có một thầy đang nằm ở trên giường bệnh, và thân thể thầy hôi dơ mà không ai chăm sóc rửa ráy. Thì Đức Phật mới hỏi rằng khi thầy bệnh, thầy bệnh bao lâu rồi? Nói dạ con bệnh cũng mấy tháng rồi. Có ai chăm sóc thầy không? Nói dạ cũng có sơ sơ, mà giờ ai cũng mòn mỏi. Tại vì cái bệnh thầy là bệnh máu mủ từ trong cơ thể thầy nó đi ra, thịt chân thầy có những cái chỗ nó lở, nó thúi lên, giờ ai cũng gớm nhòm, không ai dám tới chăm sóc. Thì Đức Phật mới hỏi vậy chứ khi mà thầy còn khỏe đó, thầy có thường chăm sóc ai không? Nhưng khi người ta bệnh, nói dạ nói thật với Đức Thế Tôn chứ hồi nào giờ con mấy huynh đệ sống chung phòng con, bệnh chứ con không có quan tâm. Thì Đức Phật nói thì cái nhân vậy đó, cho nên giờ cái quả nằm đây nè. Cái nhân mình sống mình không biết quan tâm đến ai, rồi bây giờ thì khi mình bệnh cũng chẳng ai quan tâm tới mình. Có một anh Phật tử, ảnh đi dự một cái lễ của một vị thầy này, nhận cái lễ trụ trì. Thế thì anh mới nói trời ơi, thầy này không có bình thường, không có famous, không có gì hết mà sau cái lễ của thầy lớn quá chừng luôn, ai cũng tới dự hết. Thì hỏi ra mới biết là bình thường khi thầy còn trẻ, thầy còn là một chú tiểu đó, cho tới bây giờ bất cứ chùa nào ở trong cái vùng đó mà cần thầy là thầy tới, thầy giúp hết mình, mà thầy không bao giờ thầy tính thầy kể, mà thậm chí cúng dường thầy cũng lấy. Cho nên ngày nay thầy lớn lên, thầy nhận cái trụ trì một cái chùa mà ai nghe tin cũng chạy tới chúc mừng cúng dường hết. Cái nhân cái quả đó. Có nhiều khi có một thầy đó Pháp Hòa biết nữa, bất cứ dỗ quải của các vị hòa thượng, thầy biết được là thầy đi tới, thầy không cần đợi mời. Vì thầy quan niệm rằng á, dỗ của quý hòa thượng là như quý hòa thượng như thầy của mình. Khi quý ngài còn sống, mình kính quý ngài như thầy mình. Bây giờ quý thầy ngài mất rồi, thì đến ngày dỗ của quý ngài, mình là bổn phận đệ tử, con cháu mình phải tới mình cúng, mình lễ không cần phải mời. Cho nên thầy chẳng cần cái chùa đó mời thầy, thầy cứ đi tới cúng. Vậy mà khi mà thầy có việc một cái, rồi thầy còn nói nữa chứ, thầy nói lúc mình sống ai chết mình cũng không tới hết á, thành thử tới phiền mình nằm xuống ai tới thăm, phải không? Thành thử Pháp Hòa hay nói với đại chúng, khi mình đi công phu đi hộ niệm cho người mất á, đừng có đợi quen mới đi. Đa số là mình đi hộ niệm người mất
hỏi quen không? Quen mới đi. Thành thử ra mình biết rằng hộ niệm là một công đức rất là lớn. Tại vì khi mình đến đó mình tụng kinh đó, cái sự có mặt của mình đó, đã là một sự an ủi ấm áp cho gia đình. Bên cạnh đó đó, mình đọc lên cái lời kinh theo cái ý nghĩa là mình đọc cho người mất nghe, nhưng mà thật sự chính thức mình thấy trước mắt là ai nghe? Người sống họ nghe. Mà người sống họ nghe, họ khai mở, họ hiểu, tự nhiên họ tu tập. Cũng giống như Pháp Hòa nói chủ nhật này nè, mỗi chủ nhật nè đó, có những người á không bao giờ đi chùa, hoặc là lâu lâu mới tấp vô chùa một chút thôi, chứ có đời nào khi khổng khi không mà tấp vô đây mà ngồi nghe mấy ông thầy lải nhải đâu. Người thân mất á, tới đây cúng thất mới ngồi. Rồi nhờ ngồi vậy nghe gì? Nghe được đạo lý, rồi từ đó mới thấm hiểu đạo Phật là sao, tu tập là gì, chuyển hóa. Thành thử ra mình nói là tụng cho người mất thì thật sự có chứ không phải không. Nhưng mà trước mắt của mình là mình biết họ tới đây hồi nào, họ nghe rồi họ đi thì sao mình không thấy. Nhưng mà cái người thân của họ đang ngồi đây nghe kinh học pháp là đúng rồi đó, có rồi đó. Như vậy thì kinh Địa Tạng nói đâu có sai. Trong 7 phần công đức người chết hưởng 1 phần, 6 phần còn lại là người thân, đúng không? Người thân lợi lạc nhiều hơn. Đếm sơ sơ coi, được đi chùa lại Phật nè, được nghe pháp nè, được đọc kinh nè, được ăn cơm nè. 6 phần công đức, trong 7 phần công đức mà người chết hưởng 1 phần, 6 phần còn lại là người thân. Thành ra cái đó rất thiết thực, là vì người còn sống mình nghe, mình hiểu, mình chuyển hóa, mình tu tập. Mà khi mình chuyển hóa, mình tu tập á, tự nhiên tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó siêu. Chữ siêu là gì? Chữ siêu là từ ở bên này, từ cái bờ cõi này mình qua bờ cõi kia thôi. Ví dụ như hồi sáng nay buồn quá, khổ quá, nhờ đi chùa tụng được một bài kinh hay quá chừng luôn, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bến giác còn xa. May thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Nay chúng con một lòng nguyện vây về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai, hợp nhất thân tâm quỳ dưới Phật đài, buông hết trần tâm một lòng quy kính. Xin tiếp nhận diệu pháp, tinh chuyên tu tập mỗi ngày, nuôi giới định lớn lên, quả bồ đề một mai thành tựu. Đọc xong tâm thư nhẹ nhàng. Ủa, cái cảnh giới khổ đau nãy nó đâu rồi? Siêu rồi. Chữ siêu là vậy đó. Người ta đang khổ, người ta đi cầu siêu, nghĩa là họ đang ở cảnh khổ, giờ mình tụng cái họ giải thoát, họ qua được cái chỗ khác gọi là siêu. Vậy thì chúng ta cũng có siêu vậy, chứ đâu phải đợi mình chết mình mới siêu. Bây giờ mình muốn biết cảnh giới của người chết siêu làm sao không? Thực nghiệm ngay bây giờ, ngay trong đời sống này. Hôm nào mình buồn, mình khổ, mình lo lắng, mình buồn phiền, bữa nào mình hết cái đó rồi, cái trạng thái mình nó thư thới, nó nhẹ nhàng, mình sẽ experience, mình sẽ kinh nghiệm được siêu của cái người mất ra làm sao, trạng thái của người mất ra làm sao. Sở dĩ người mất không siêu là tại sao? Là vì dính mắc chứ có gì đâu, chấp. Cho nên á, sống cũng chấp mà chết cũng chấp. Sống á, thì chấp nhà, chấp cửa, chấp danh, chấp lợi, chấp hơn, chấp thua, đủ thứ. Chết chấp gì biết không? Trời ơi, bỏ nhà lại, bỏ tiền bỏ của lại, bỏ cháu bỏ con lại, cũng là một dạng chấp. Chấp nghĩa là dính mắc, là attachment. Vậy thì trong cuộc sống này, người sống người chết gì, cái khổ là do mình chấp thôi. Hồi nãy thầy Đức Tạng nói cái bài kinh tên là kinh Kalama. Thật ra không có bài kinh gì, không có Kalama kinh. Kalama là tên của một ngôi làng, một cái dân chúng ở đó. Và người ta có tự là, và cái dân ở đó người ta tin vào một cái điều rằng, người ta có niềm tin, thì Đức Phật mới nói rằng các vị đừng tin những gì dù cái điều đó người ta truyền tụng. Tại vì sao? Tại vì nó có thể thay đổi đó. Có nhiều khi con mắt mình chính mắt thấy chưa chắc đã là thật nữa. Pháp Hòa có ngồi trên một cái tảng đá chụp hình lâu rồi, mười mấy năm trước rồi. Thì do ai đó không biết, họ lấy cái hình mình á, họ để, họ vẽ thêm cây bồ đề, họ để ở Pháp Hòa ngồi lấy cái hình đó, họ để dưới gốc cây bồ đề, rồi họ vẽ thêm cái vòng hào quang nữa.
mà tự họ vẽ chứ Pháp Hòa có muốn đâu, phải không? Vậy cái thì xong cái có thể là do họ thương quý mình quá rồi họ làm những cái hình ảnh như vậy. Thì có một sư cô kia chửi mình chứ. Trời ơi, ông thầy này ngạo mạn quá. Bữa nay dám nói mình là Phật. Nói chơi vậy thôi, mình nghe mình cũng chẳng buồn, chẳng vui, bình thường. Tại vì cái người mà người ta nhìn vô ta biết hình này Photoshop. Đâu, mà mình là người biết chính xác luôn cái hình này mình chụp ở đâu, chụp vào lúc nào. Và mình không bao giờ mình tự ý mình như vậy. Hồi nãy thầy Đức Tạng cũng có nhắc đó. Sau này quý vị mà có coi hình ảnh gì của ai, thấy cái gì mà phải cẩn thận. Nhiều khi bây giờ người ta giỏi gì mấy cái đó lắm. Những chữ câu mình nói người ta có thể cắt ráp đủ thứ hết. Cho nên chính mắt thấy còn chưa chắc, chứ huống chi là mình nghe người ta đồn đại. Cho nên cái dính mắt mà một phần là do chúng ta dính vào mà chúng ta không thấy được cái toàn vẹn của nó. Tất cả chỉ là cái tạm thôi. Thì Đức Phật mới đến thăm thầy này xong rồi thấy thầy bệnh như vậy đó. Và cuối cùng Đức Phật chăm sóc thầy. Đức Phật đi nói thầy A Nan múc nước, để Đức Phật lấy khăn rồi nhúng khăn rồi lao mình thay y rồi cho thầy. Thì các vị mới nói trời ơi, Mô Phật tội chết, thầy Đức Phật là bậc thầy mà tại sao làm như vậy. Đức Phật mới nói dù cho là một người thầy, một bậc giác ngộ cũng vẫn phải đi tìm phước. Nghĩa là không có từ nan khi chúng ta được cái cơ hội làm phước cho ai. Bây giờ cũng vậy. Thí dụ quý thầy có làm gì quý vị mà trong khi quý vị đang cần, quý vị đừng có ngại gì hết á. Quý thầy làm được là quý thầy làm. Thí dụ như Pháp Hòa có thể đi lấy cái chén cho quý vị ăn cơm, không có gì trở ngại hết. Quý vị ngồi đó, quý vị có thể Pháp Hòa đi lấy chén cho quý vị ăn cơm, lấy đũa, thậm chí đi với cơm cho quý vị ăn cũng không có gì sai hết á. Đừng có sợ gì tội hết á. Đó là cái tình mình đối với nhau. Còn có những lúc quý vị cũng bới cơm cho Pháp Hòa ăn, thì có lúc nào Pháp Hòa cũng sẽ bới cơm lại cho quý vị, chuyện bình thường. Cho mình đừng có sợ là ô thầy lớn thì bới cơm cho tôi thì mang tội tổn phước, không có gì hết á. Thậm chí nhiều khi mình nói chuyện cái mình Phật tử hỏi gì cái nói dạ, thôi thầy đừng có dạ tôi tội. Ôi trời, dạ là cái tiếng bình thường, mà nếu nói đúng hơn là tiếng lịch sự, không lẽ nó ừ. Đâu, mà nếu mà ừ cái nghe làm sao, trời thầy thô quá, nói chuyện không dạ. Thành thử ra cũng là một tiếng thôi. Ừ cũng lạng tiếng, dạ cũng lạng tiếng. Nhưng mà thà mình dạ đi, nghe dễ chịu. Mà một tiếng dạ đó nó xuất phát từ mình, nghĩa là nơi mình có cái sự nhẹ nhàng đó, mình mới lưu ra được. Cho nên tất cả đều là cái phước hết. Mình nói ra một câu mà người ta nghe người ta thoải mái cũng là phước. Mình nói một câu mà người ta nghe người ta bực bội, mất phước. Mà trong khi đó mình cả rổ vốn liếng chữ nghĩa rất đẹp, rất hay, ta sao không nói. Không, thành thử ra Đức Phật nói tuy tôi là thầy, là bậc, là một vị giác ngộ, nhưng cũng vẫn đi bòn phước. Mình tu là mình tu bòn, tu mót mà. Điều thứ hai, Đức Phật mới nói cái nhân quả cho thầy nghe. Và cuối cùng Đức Phật đứng ngay đầu giường, Đức Phật thuyết cho thầy, vị thầy tỳ kheo bệnh này một câu pháp cú. Và đây là cái câu mà Đức Phật đã nói cho thầy này, để thầy quán chiếu xả ly được cái bệnh tật. Tại vì thầy này là bệnh không có hết. Bệnh thảy là một dạng là lở loét mà máu mủ mà nó chảy ra, cho đến đau nhức, cho đến thúi thịt mà chết thôi, chứ không có hết. Cho nên Đức Phật dạy cho thầy quán. Và đây là câu kinh nè: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đó là cái kệ ha. Còn cái câu trường hàng là: thân này thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như khúc cây khô vô dụng. Đơn giản vô cùng, nhưng mà thật là một cái đề mục quán chiếu cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày này. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, phải không? Pháp Hòa đi đám tang thường lắm. Thì có khi thiêu, có khi chôn. Mà lúc nào mỗi lần mà để cái quan tài vô trong lò thiêu hay hạ nguyệt xuống, lúc nào Pháp Hòa cũng có một cái tư duy.
Trời đất ơi, lúc mình sống mình quá chừng luôn, rồi cuối cùng nằm ra đây. Ai muốn để kiểu nào cũng được, có quan tài cũng được, không có cũng được, đẩy vô đó bấm nút mấy tiếng sau. Mà lần nào đi đám tang mà cứ hễ đẩy quan tài vô là thiêu, là tự nhiên mình khởi những cái quán tiểu như vậy. Khi mà đi chôn á, lúc mà hạ nguyệt xuống rồi, cái Pháp Hòa hay tới và nhìn, rồi nhìn xuống vậy xong cái mình có một cái suy nghĩ. Con người chúng ta có thể mình kiếm tiền, mình xây một cái nhà 500-700 ngàn mình ở, rồi cho là mình ở maximum là mình ở hết hết cỡ luôn, ở được 100 năm. Mà nói vậy thôi chứ hiếm lắm, hiếm ai mà ở cái nhà đó 100 năm lắm. Thành thử cái nhà mà mình xây 500-700 ngàn, thậm chí bạc triệu, rồi thì cũng ở thời gian nào thôi. Nhưng mà cái lỗ này nè, cái lỗ đất dơ dáy, lỗ đất bình thường này nè, tốn có 3.500 bạc nè, ở vĩnh viễn. Đi đâm tàn qua, mỗi lần mà tới hạ nguyệt cái Pháp Hòa hay bước tới dòm cái, thì trong lúc đó cái đầu mình nó suy nghĩ, đây là cái nhà vĩnh viễn của kiếp người. Còn cái nhà mà chúng ta xây bạc triệu chúng ta ở đó, ở không bao lâu hết đó. Thật ra nếu như mà mình quán chiếu, mình tư duy được vậy đó, trong cuộc sống này mình sẽ nhẹ được những cái mình không cần phải dính mắc. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống như là cây gỗ không có biết cảm giác gì, không phải. Có buồn chứ, có giận chứ, có phiền não chứ, rồi thậm chí là nghĩa là mình nghĩ là mình không tha thứ được, nhưng cuối cùng phải làm thôi. Tại vì mình không tha thứ khổ mình, mình còn giận là khổ mình, chứ không, cái người làm cho mình giận chưa chắc họ khổ à, mà chưa chắc họ ăn năn hối hận à, mà ngay từ cái ngày mình buồn họ là mình đã khổ rồi. Rồi mình buồn ngày này mình lây qua ngày khác, 10 năm trước buồn, 10 năm sau tuổi cao mà sao buồn nó không giảm. Thành thử ra rốt cuộc rồi thân bệnh luôn cả tâm bệnh, rồi ôm cả thân bệnh tâm bệnh chết, rồi chết vô dính mắc không siêu thoát, quá tội. Thành thử ra mình phải tự mình, quý thầy tới cầu siêu cho mình lãng chuyện, mình phải trợ duyên thêm cho quý thầy để quý thầy đẩy mình đi cho nó nhẹ nữa, là tâm thức mình phải nhẹ nhàng, người ta tụng người ta đẩy mình đi cho nó lẹ. Chứ còn mình nặng nề quá, một hai thời kinh đâu đủ đẩy. Còn vướng mắc còn đủ thứ hết. Cho nên không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Ở trong một cái bài phục nguyện á, thỉnh thoảng Pháp Hòa phục nguyện vào những cái bữa cuối cùng của đám tang, khi hạ nguyệt hoặc là khi đêm để về an linh, Pháp Hòa hay phục nguyện cái bài này: tâm hàm vũ trụ, đạo quán cổ kim. Cái tâm của mình á, nó gom cả vũ trụ, phải không? Cái gì cũng thâu vô tâm hết á. Và cái đạo lý này nó thấu suốt cả xưa nay. Cái đạo mà sống chết này nè, không phải bây giờ mới chết, xưa cũng chết, giờ cũng chết. Không phải giờ mới bệnh, xưa cũng bệnh. Không phải bây giờ mới có ung thư, ngày xưa cũng có ung thư mà ta không biết tên gọi thôi. Rồi ngày xưa cũng có đột quỵ, nhưng mà giờ hồi xưa không biết tên đột quỵ, kêu trúng gió. Ai mà nằm lăn ra chết kêu trúng gió chết à. Đứng tim đứng gì cũng kêu trúng gió chết. Tại vì sao? Vì cái thời mình ở dưới quê không có ai kiểm chứng gì hết, chết rồi để nhà vậy thôi, không có chở đi. Ở đây là không được. Ở đây người nào mà chết mà không có lý do, không biết lý do là đều phải đi qua một cái trải nghiệm, đi qua đưa vô phòng thí nghiệm hết. Chính phủ sẽ không bao giờ chấp nhận cho mình cái giấy tử nếu mình đi thiêu đi chôn mà không biết nguyên do vì sao người đó chết. Lỡ ví dụ sáng ra mình ngủ mình thấy người đó nằm trong phòng ngủ chết, đều phải báo cảnh sát rồi báo cho cơ quan, rồi người ta đưa vô cái chỗ khám đó. Có nhiều khi nó mất 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, đến khi nào có kết quả họ mới cho mình mang ra mình làm đám. Thành thử là họ biết được nguyên do, ngày xưa mình không biết, cứ chết trong nhà rồi làm đám thôi, không ai kiểm chứng gì hết, rồi cứ khai trúng do chết. Tâm hàm vũ trụ, đạo quán cổ kim.
cổ là xưa, kim là nay. Cái đạo lý sống chết này nó thông suốt cả xưa nay, không có bao giờ mà phân biệt. Kìa, biển dâu chi xá cuộc nổi chìm, bãi biển biến thành nương dâu. Ngày xưa chỗ đó là biển mà giờ là núi. Quý vị đi qua bên Colorado, Denver, nó có một cái vùng nó tên là Red Rock. Bây giờ cái vùng đó nó là những ngọn núi chập trùng, mà hình như là 3 triệu năm trước nó là đáy biển. Đó là cái đáy biển, mà bây giờ nó là núi. Thấy không? Kìa, biển dâu chi xá cuộc nổi chìm, thăng trầm nổi chìm. Nọ sống thác quảng bao đời thay đổi, sống chết chết sống. Có một em 30 tuổi, 2 tuần trước em bị Covid. Rồi các Phật tử biết tin được, nhắn gửi qua chùa cầu an cho em. Ba mẹ thì gia đình rất là đơn chiếc, tội nghiệp lắm. Ngày hôm qua báo tin em nó mất rồi. Thì Pháp Hòa mới liên lạc và nói quý cô coi coi gia đình cần giúp đỡ gì thì cho Hòa hay, rồi mình kiếm cách mình giúp. Tại vì bây giờ mẹ ôm 2 người con, không có 3. Rồi một đứa thì mới đang bệnh. Rồi ngày hôm qua đây cũng có một cô ở bên Ontario, chồng đang bị stroke, vừa stroke xong quan vô bệnh viện bị dính Covid. Giờ bà vợ bị chết, chồng không có ra làm đám được. Gia đình tới chăm sóc làm sao, giờ dính luôn 3 người, không có ai ra gì được hết. Liên lạc. Kìa, biển dâu chi xác cuộc nổi chìm, nọ sống thác quảng bao đời thay đổi. Thân tứ đại mãi quay cuồng theo vận hội. Đất nước gió lửa là cái thân tứ đại mình đây. Thân đất nước gió lửa, cái thân này mà nó còn tồn tại là do đất nước gió lửa. Thân tứ đại mãi quay cuồng theo vận hội, cái đó là lời khai thị cho người chết á. Mà người sống nghe thấm không? Người sống nghe cũng thấm chứ. Bắt đầu mình khuyên người mất nè: thôi, từ đây có chiếu đất màn trời. Chiếu đất màn trời là gì? Chôn đó, nằm xuống rồi. Chiếu đất màn trời, trăng trong gió mát, hương linh hãy an giấc nghìn thu. Giấc ngủ nào cũng vài tiếng thôi, chỉ có cái giấc ngủ này sẽ ngàn thu. Cho nên trước sau cũng mình sẽ có một giấc ngủ. Phổ nguyện ngu miên an giấc điệp. Ngu miên là gì? Ngu miên là cái giấc ngủ con trâu. Ý muốn nói là cái mồ, cái mã. Tại vì ngày xưa trâu á, người ta chăn trâu nó hay ra mồ mã nó nằm. Mà thậm chí ngày xưa người ta đắp cái mộ đó, người ta đắp cái hình con trâu ngủ. Đó là mộ xưa đó. Bây giờ ở Việt Nam vẫn còn một vài nơi còn có giữ cái mộ đó. Quý vị nhìn vô là quý vị thấy là cái dáng của một con trâu nó nằm. Cái đó gọi là mộ ngu miên. Ngu là trâu, miên là ngủ. Mộ trâu ngủ. Mà ý nói là mồ mã chứ không có gì. Mà theo phong thủy ngày xưa thì trước sau gì mình cũng ở một cái chỗ ngu miên đó. Thì đó là cái lời nhắc nhở. Như hồi nãy mình đọc kinh kinh gì, Hải Đảo Tự Thân. Đức Phật nói nhìn xuống đại chúng hôm nay tôi thấy một khoảng trống. Đó là vì hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên vừa nhập diệt không lâu. Các vị đừng vì sự kiện hai thầy mất mà quá đau khổ. Như một cái cây, thể cây nào mà càng to lớn thì nó sẽ gãy trước những cành nhánh. Như một đỉnh núi, chỗ nào cao nhất chỗ đó sẽ sụp đổ sớm. Cũng như thế, trong giáo đoàn của người tu, thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là hai vị lớn, thì hai vị này có mất trước cũng là chuyện đương nhiên. Tôi rồi đây cũng sẽ ra đi tuần tới đó. Cho nên ngày xưa kỷ niệm rằm tháng giêng theo truyền thống đạo Phật đó, là rằm tháng giêng mà chúng ta kỷ niệm cái rằm đầu tiên của năm đó, cũng là ngày kỷ niệm Đức Phật tuyên bố Đức Phật sẽ mất sau 3 tháng. Tức là Đức Phật tuyên bố trước là Đức Phật sẽ niết bàn
3 tháng sau, tức là rằm tháng 4. Theo cái truyền thống năm truyền là các vị sẽ dồn lễ Phật Niết Bàn, lễ Phật Thành Đạo, lễ Phật Đản vào trong một cái ngày lễ Phật Đản đó. Còn mình thì mình tách ra, Phật Đản mình làm riêng, Thành Đạo mình làm riêng. Chứ còn bên truyền thống các nước Phật giáo Nam truyền là người ta làm chung 3 cái lễ. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, vứt bỏ vô thức. Đúng như vậy, mình mất rồi thì ai muốn làm gì làm, không có biết gì nữa hết. Như khúc gỗ vô dụng, như một khúc gỗ một vô dụng. Mình lúc còn sống mình làm đủ thứ hết, nhưng mình khi mình mất mình nằm đó thì ai muốn làm gì làm, muốn ngắt, muốn nhéo, muốn thiêu, muốn đốt, muốn làm gì đó làm. Thậm chí người ta sợ mình chết thì mình về mình còn bắt thêm ta còn lấy dây chỉ ta cột hai ngón chân cái lên nữa. Bữa hôm có nhà đám ở phone Pháp Hòa hỏi thầy giờ hỏi Việt Nam mới thấy người ta chết ta cột hai ngón chân cái ở đây mình cột không? Pháp Hòa nói thôi đừng có cột chi. Cái đó là của những người người ta tin vào cái chuyện là sợ người thân về bắt. Có ai mà chui dưới mộ mà lên đâu? Đâu, tại mình làm một cái hình thức để mình gọi là mình yên tâm vậy thôi. Chứ còn cái người chết rồi cái xác đó không, tại vì sao? Đất nước gió lửa ngưng làm việc rồi thì coi như mình không còn gì nữa hết, như khúc gỗ vô dụng. Thì đó là cái câu mà Đức Phật chỉ cho cái vị thầy này, dạy cho thầy quán chiếu xong, thầy thẩm thấu được cái thân tứ đại giả hợp tạm bợ. Rồi thầy trút hơi thở cuối cùng trong cái tỉnh lát nhẹ nhàng mà không còn đau đớn nữa. Khai thị là vậy. Cho nên bình thường mình sống là mình tự mình khai thị mình đi. Lỡ mình mất không ai khai thị mình sao? Khai thị mình bằng cái gì? Hình ảnh gì, bất cứ cái gì nó đến mà mình thấy mình xả ly được á, mình tự mình nói đi. Thí dụ mình nói vậy nè: đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Học cái câu đó đi để tự mình khai thị cho mình. Khi nào mà tâm mình chưa xả ly được chuyện gì đó, tự mình đọc câu đó lên. Tự cái bài đó là bài thần chú đó. Nó là bài thần chú, nó là bài chân ngôn đó, nó là bài kinh đó. Nếu mình hay cái tánh tình mình hay giận hờn người này người kia thì tự mình khai thị cho mình. Ai biết mình sao mà khai thị? Có nhiều khi đang bực bội gì người ta không biết, ta lại ta vỗ vai, ta câu cổ, ta mình còn phát quạo lên nữa. Thấy không? Thành tự ra trừ khi nào mình xin ai đó khai thị cho mình. Nhưng mà nếu mình muốn được siêu thoát ngay khi mình còn sống, mình muốn được khai tâm ngay khi mình còn khỏe, đừng đợi chết mới khai. Thật sự ra khi mà sắp mất mà là khai là có chứ không phải không. Nhưng mà cái trường hợp đó quý vị nghĩ coi, trăm nghĩa là cái trường hợp đó làm sao đây? Thứ nhất, nếu mình phone lên mình tìm mấy thầy, biết mấy thầy có nhà không? Rồi điều thứ hai là biết mình đủ tỉnh để mình nghe không? Mình đủ tỉnh táo để mình phân biệt được cái nào câu gì không? Hay là mình nghe mơ mơ màng màng? Thành thứ khai còn sống này nè, còn đủ tỉnh táo khai thị đi. Sáng mở mắt ra khai thị mình câu: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương. Rồi khai thị cho mình ngày mới đó. Rồi nếu mà lỡ trong ngày ai chọc mình buồn phiền giận dữ nữa, phải không? Tự mình nói câu đó: đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Lập tức nó thành câu thần chú gì? Nó là thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Là linh chú đại thần, là linh chú vô thượng, là linh chú đại minh, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú rằng là gì? Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói câu đó đó, Gate mà quý vị tụng từ nào không tụng á. Gate là gì? Cố gắng. Gate là cố gắng. Para gate,
cố gắng thêm chút nữa. Paragate, cố gắng hơn nữa, nhẫn nại hơn nữa, cố gắng hơn nữa để vượt qua bờ bên kia. Bồ đi, bồ đề, giác ngộ rồi, tỉnh rồi, sa va, vui quá, mừng quá. Đây là cái chỗ rốt ráo, chỗ viên mãn. Câu gate gate nghĩa là vậy thôi. Tiếng Hán gọi là độ khứ, độ khứ. Độ khứ là gì? Qua bên kia, qua bờ bên kia, qua bờ bên kia. Mà hãy qua được bờ bên kia là đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia ta bà ha. Cho nên chữ ta bà ha dịch là đáo bỉ ngạn, còn yết đế dịch là độ khứ, độ khứ. Qua bên kia, qua bên kia. Qua bên kia là qua bên đâu? Qua bên chỗ vui vẻ, an lạc, còn ở bên này khổ. Cho nên mình nói hãy bờ bên này, bờ bên kia là vậy thôi. Trong kinh Đức Phật dạy có 5 cái quán nè. Tôi thế nào cũng sẽ bệnh, tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả người tôi thương quý hôm nay cũng như những gì tôi đang có, rồi một mai này tôi phải xa lìa và buông bỏ. Đúng không? Người thân là xa lìa mà vật chất là phải buông bỏ. Cái thứ tư nè, duy nhất chỉ có một cái mà tôi có thể đem được, đó là nghiệp và phước. 5 thứ cần quán chiếu. Mà cái 4 cái trên là về già, về bệnh, về chết, về của cải người thân, và cuối cùng là nghiệp và phước. Có nhiều khi trong cuộc sống Pháp Hòa nói, nhiều khi mình nghe hoặc chính mình nói, đôi khi mình tư duy lại. Hễ mà gặp nhau cái bữa nào đi về thôi, tạm biệt nghe. Vậy thì cuộc đời này là cả cái thế gian này là cõi tạm. Thì cái chuyện mà chúng ta gặp nhau rồi đến đi cũng là tạm, gọi là tạm biệt. Nhưng mà có một cái nó mãi mãi là gì? Vĩnh biệt. Cho nên hãy gặp nhau, còn gặp nhau, có thể gặp nữa kêu tạm biệt. Nhưng mà cái tạm biệt đó chưa chắc. Nhiều khi bữa nay mình tạm biệt thôi, về tới nhà nghe tin người đó mất rồi, thiếu gì những chuyện đó xảy ra. Mới ăn chung bữa thứ sáu, tối thứ chủ nhật, tối thứ bảy nghe được người đó mất. Pháp Hòa có một người quen đây, nguyên một nhóm bạn hẹn với nhau là sáng thứ bảy là bắt đầu đi cruise, đi chơi đó. Sáng thứ bảy ra chú đó chú ngủ, chú đi luôn, phát đồ rồi sẵn hết trơn, cuối cùng không đi đâu được hết. Không? Cho nên đó, một ngày mà chúng ta mà có cái chữ mà tư duy quán chiếu, nó là vậy thôi. Tức là chúng ta nhìn sâu để chúng ta quán chiếu, để thấy rõ mọi cái sự việc nó xảy ra và chúng ta tìm được cái gì trong đó. Cho nên hôm rồi mà Pháp Hòa có giải thích sơ cái chữ mạng đà la đó. Nó là cái mandala, là một cái nhìn của một cái bậc giác ngộ về vũ trụ, về pháp giới. Và tất cả cái nhìn của bậc giác ngộ là cái gì cũng chỉ là tạm, không có gì thật hết. Nói như vậy không phải là đạo Phật chủ trương tiêu cực, bi quan, dạ thưa không. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn như vậy rồi chúng ta dừng ngay đó, chúng ta khổ với nó thì gọi là bi quan tiêu cực. Còn đằng này á, chúng ta nhìn thấy để làm gì? Để vượt thoát tất cả mọi dính mắc khổ đau và tiếp sống tích cực, vì ngày mai có thể mình không còn cơ hội. Cho nên còn có thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có để cho nhau. Cái gì mình cho được cho nhau cứ cho, rủi mai này mình không còn cơ hội để cho. Đó là cái câu mà hôm nay mình học ha, câu thứ 41. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc gỗ vô dụng. Nghe thì đơn giản vậy đó, nhưng mà thật sự cả một cái bài thiền quán. Để chúng coi như là hơn một năm rồi đó.
Phóng Hòa không được gặp rất nhiều Phật tử, nhưng mà thỉnh thoảng có được nói phone thì Pháp Hòa cũng vui, là tại vì biết người đó đang còn đây. Bây giờ Pháp Hòa mà gặp mấy bác đó, Pháp Hòa mừng. Pháp Hòa hay nói được gặp mấy bác ngày nào là mình mừng ngày đó, tại vì mấy bác bây giờ giống như là đèn treo trước gió vậy đó. Mà khi mà gặp mấy bác thì bao nhiêu cái kỷ niệm nó đi về, và mình thấy rõ là từ khi mình đến chùa mình tu năm 14, 15 tuổi, mấy bác còn biết Pháp Hòa trước khi mình còn là một cái người thị giả cho các thầy, còn đang tập sự làm người xuất gia. Có những bác biết Pháp Hòa từ thời đó luôn, cho nên thấy bây giờ mà có nhiều bác lớn tuổi mà tỉnh táo được, Pháp Hòa vui. Ở đây còn được có mấy bác chứ mấy. Cho nên là nhìn lại, lâu lâu mình nhìn lại mình thấy ồ, ba mình, mẹ mình bây giờ là lớn tuổi rồi, anh chị mình bây giờ, quý vị nhìn vậy chứ nhiều khi thấy tóc đen nhánh gì chứ không phải đâu nha. Nhuộm không đó. Rồi tới hồi mà cái vụ dịch này là không có đi được vô mấy cái tiệm nhuộm đó, bắt đầu mới thấy chân như, mới thấy chân tướng. Chứ hồi trước mấy cái tiệm hớt tóc đồ bình thường thì khó bao giờ mình thấy tóc bạc đâu. Mình còn khen trong bụng, trời bác đó sao lớn tuổi mà tóc đen nhánh, mình quên vụ đó đi. Tới hồi một năm nay là không có đi vô trong mấy cái chỗ nhuộm tóc, là bắt đầu mới thấy hôm nay chợt thấy chân hình. Nó có cái bài hát đó đó. Hôm nay, đêm nay chợt thấy chân hình, chân tướng. Với cái nghĩa là mình thấy là cái chân thật. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt Phật Pháp, học kinh Pháp Cú, và chia sẻ với đại chúng câu thứ 41, qua cái câu chuyện là một thầy tỳ kheo bị bệnh, Đức Phật chăm sóc, và Đức Phật đã nói cái nhân quả của thầy, và cũng như dạy cho thầy cách quán chiếu về tư duy về cái thân, để chúng ta vượt thoát tất cả những cái dính mắc đó. Thật sự ra trước sau gì mọi việc này nó vẫn đến, cho mình biết được nó thì mình đỡ khổ hơn. Còn mình đỡ có dính mắc, đỡ chấp trước, tất cả gì nó đến thì chúng ta biết mở lòng tiếp nhận và sống vui khỏe. Cho nên lớn tuổi rồi, sống vui được ngày nào cứ sống, gần gũi được với người thân, cứ việc làm mấy việc đó, chuyện hờn giận lặt vặt bỏ bớt đi. Mà mình á, già mà mình nhẹ nhàng, mình dễ chịu á, mình dễ thương dữ lắm. Mà mấy người con cháu gần gũi với mình cũng thoải mái lắm. Cho nên quý bác nên thực tập cái đó. Cái này là kinh nghiệm đó. Quý vị nhớ là có một năm ở trong một cái khóa tu xuất gia gieo duyên, thì Pháp Hòa có kể là bên Nam á, thì được quyền đi xuất gia 7 lần. Tức là xuất gia xong rồi ra đời, rồi xuất gia có thể vô ra 7 lần. Nhưng mà bên nữ á, thì không, chỉ một lần thôi. Thì các vị cứ thắc mắc là tại sao như vậy, nhưng mà Pháp Hòa vẫn không có trả lời. Tại sao? Tại muốn dụ đi tu tiếp. Nhưng mà thưa đại chúng, thật ra cái đó nó không nằm ở trong giới luật. Không phải là cái chuyện là Phật chế cái luật như vậy, nhưng mà chẳng qua cái đó là một cái truyền thống. Nó bắt nguồn từ một câu chuyện thời Đức Phật, và từ đó các vị theo cái truyền thống đó mà các vị có một cái quy định riêng, chứ không phải là luật giới. Nó không nằm trong luật giới. Nhưng mà tùy cái vị, cái người nữ mà có thể điều độ được tiếp tục đi tu cũng có thể, chứ không phải nói vậy. Nhưng mà cái mục đích nói vậy là nhằm để cho chúng ta đừng có thay tâm đổi lòng. Bởi vì chúng ta dễ khởi tâm nhưng mà khó trụ tâm. Hai cái này quý vị nhớ. Có nhiều khi trong cuộc sống mình hàng ngày á, mình thấy cái gì mình cũng muốn làm, mình cũng khởi lên, mình nói để tôi làm. Nhưng mà vui thôi, mà buồn thì mình bỏ cuộc. Có không? Chuyện đừng có nói chi chuyện tu hành, chuyện của làm thiện, làm phước, ngay trong gia đình của mình nè. Nhiều khi mình làm cho chị, cho em, cho người thân mình á, cũng tùy vào cái chuyện vui buồn của mình nữa đó. Vui thì mình làm, mà buồn là mình nghỉ.
Thành thử ra mình đó, dễ phát tâm nhưng rất khó trụ tâm. Đó là vì vậy mà bên truyền thống các nước Nam Tông á, ở bên Miến Điện, bên Tích Lan rồi đó, thì các vị có một cái truyền thống là một người thanh niên lớn lên thì phải đi xuất gia, dù chỉ một lần để gieo duyên. Rồi nếu mà vị đó thích ở tu bao lâu trong cái lần gieo duyên đó, có thể là 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, vài tháng hay là 1 năm, rồi sau đó có thể ra đời, rồi lập gia đình, rồi hoặc là sau này có thể trở vào xin xuất gia tập sự trở lại. Mà ở bên các nước đó, đó, nếu một người thanh niên lớn lên mà chưa đi xuất gia đó, mà được có vợ đó là một chuyện hiếm à. Thường thường gia đình nhà vợ sẽ hỏi: chú có bao giờ đi tu chưa? Tại vì người ta quan niệm rằng một người thanh niên lớn lên mà có vào chùa tu rồi thì ít nhất người đó có đạo đức. Mà có đạo đức rồi thì mới hiểu biết được cái gì nên làm, cái gì nên không, thì người ta mới yên lòng, người ta gả con cho người đó. Đó là cái truyền thống của các nước đó. Việt Nam mình không có. Việt Nam mình mà nghe con đi tu thiếu điều muốn tự vẫn vậy. Tại sao? Sợ mất giống. Nhưng mà mình đâu có biết rằng mình cúng dường cho đứa con đi tu đó là một phước lớn của mình. Ngàn người mới có một chứ đâu phải. Mà cái chuyện mà nó vô nó tu được bao lâu nữa à. Cho nên ví dụ như có thể có 100 người cho con đi tu, nhưng mà cái đứa con đó nó tu được trọn hay không nữa đó, chứ không phải là tu dễ. Thì cái câu chuyện này, cái chuyện mà các vị nam mà được vào ra tu đó, nó bắt nguồn từ câu chuyện ở trong cái câu kinh Pháp Cú 38-39 này. Câu chuyện là có một cái anh chàng đó, ảnh thuộc con nhà giàu. Thì một hôm ảnh làm lạc một con bò, ảnh đi tìm. Thì sau một ngày đi tìm mệt nhọc thì anh đi ngang một ngôi chùa, vừa đói vừa khát, cho nên anh tấp vô chùa nghỉ ngơi. Xong rồi sẵn quá thấy quý thầy đi ngang: thầy thầy, con vừa mệt vừa đói, nãy giờ nghỉ mệt cũng được rồi mà giờ còn đói bụng, chùa còn gì ăn không? Thì quý vị biết là chùa thì hồi thời Phật á, thì các thầy đi khất thực về thì cái phần cơm nào mà không ăn thì lưu lại để cho những Phật tử hoặc những người nghèo ta tới ta xin. Thì các thầy mới đãi cái anh này cơm. Cũng giống như bây giờ mình tấp vô chùa mình ăn cơm vậy. Anh ăn xong thì trong khi ăn anh suy nghĩ: nghĩ ra tu cũng sướng ha. Đó, cứ có cơm ăn thôi. Anh mới hỏi mấy thầy: vậy chứ cơm đâu ăn? Mấy thầy nó phải đi khất thực. Tức là sáng của mình bác đi một vòng. Anh nói cũng được, đi một vòng về có ăn cũng nên. Cái là anh xin đi tu. Anh xin đi tu là tại vì gì? Tại được ăn. Anh vô anh ở thời gian cái thì anh thấy là trời ơi, muốn ăn chén cơm phải dễ à. Phải thức khuya dậy sớm, phải có giá để trả, chứ đâu phải là ngủ tới 12 giờ dậy ăn đâu. Hồi mới đầu lãnh đi ngang vô trường anh được ăn. Tới hồi anh vô chùa anh ở rồi mới biết là một ngày quá trời cái chương trình tu rồi mới được ăn chén cơm, hoặc là phải làm việc. Anh nghĩ thôi kiểu này không kham, thôi xin ra đời. Ra đời cái về nhà cái đi làm cực nhọc, bị cuộc đời nhồi dùi dập, sau vài tháng chừng năm sau chạy vô tu tiếp, xin đi tu. Thì cứ như thế vô tu rồi gặp chuyện này chuyện kia đi ra, chưa nói là trong chúng sống với nhau rồi có những cái điều không có hài lòng, không xứng ý mà xin đi ra 6 lần như vậy. Đến nỗi lần thứ 5 ảnh đi vô tu, mấy thầy nói thôi thôi ông cho tôi xin đi, cứ mệt quá cứ làm lễ xuất gia rồi vài bữa ông xin ra. Ông nói không không, kỳ này con tu thiệt à. Cho nên mấy thầy mới đặt cho ổng một cái tên ở trong chúng, để gọi trong chúng với nhau á, là Sittahatha, nghĩa là phục tâm. Phục tâm là gì? Là chế phục cái tâm. Sở dĩ mà anh không có tu, anh không có định được là cái tâm anh không có yên. Cho nên rồi mới đặt cho anh một cái tên là phục tâm, Sittahatha. Tưởng sao vô lần thứ 6 cũng không được. Thì kỳ này đi về, các thầy nói kỳ này là về luôn nha.
Thường thường ta nói nhất quá tam, mà này nhất quá lục rồi đó. Sáu lần rồi. Thì anh đi về, về tới nhà thì bắt đầu có vợ. Có vợ thì một hôm nọ ảnh đi vào trong cái buồng ngủ, thì cô vợ cô nằm cô ngủ á, thì ảnh thấy cái tướng cô vợ nằm ngủ thô quá. Tự nhiên hồi nào giờ á, là mình chỉ mình khi ảnh ngủ vợ ngủ ảnh không thấy cái cảnh đó. Nhưng mà hôm nay á, cô vợ ngủ thì ảnh thức, cho nên thấy cái tướng ngủ thô, anh khởi cái tâm vô thường, khổ, vô ngã. Mà thưa đại chúng, đó là tam pháp ấn đó. Các pháp trên thế gian này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Tự nhiên trong tâm anh khởi lên cuộc sống vô thường, khổ, vô ngã, thì anh vội đi ra khỏi phòng. Và anh đi thẳng một lèo lên chùa. Anh nghĩ là kỳ này anh tu thôi. Nhưng mà kỳ này khi anh vô anh xin tu thì các thầy không cho. Các thầy không cho thì ảnh mới nói giờ cho con xin lên gặp Phật. Thì giờ thưa lên tới ở trên rồi đó. Gọi là sáu lần các thầy ngán quá rồi. Thì khi mà dẫn anh vô á, thì Đức Phật là bậc thầy có tuệ giác, cho nên nhìn ảnh thì biết rằng kỳ này là tâm ảnh yên rồi. Thì khi Đức Phật hỏi anh vài câu, thì cái cách nói chuyện của ảnh thì Đức Phật hiểu được nội tâm người này đã thẩm thấu, cho nên kỳ này là tu thiệt đó. Cho nên Đức Phật mới xác định với đại chúng chư tăng bằng hai câu kệ: giữa cái tâm phàm phu và cái tâm là chứng thánh, qua hai câu kinh Pháp Cú này. Đây là câu thứ nhất. Câu 38: ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Nội cái câu này không thôi là diễn đạt được ba cái trạng thái của một người tâm không định. Thứ nhất, tâm không an trụ. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng, lý do mà Đức Phật hay quở mình là gì? Cái tâm của mình dễ phát nhưng mà khó trụ. Nam cũng như nữ, nhưng mà nữ thì thường hơn. Người nữ thì dễ giận, dễ bỏ cuộc. Người nam ví dụ ta có giận nhưng mà là ta lỡ, ta hứa cái việc đó rồi người ta sẽ làm. Và thí dụ như người ta có giận đi nữa, người ta cũng không có cái thái độ như người nữ, dễ bộc lộ cái thái độ tức giận của mình. Thí dụ người nam là không có cái tánh háy quýt, không có cái tánh là thấy cái người mình không ưa là trề môi, nhún lưỡi, rồi khiều quẹt nó, đừng chơi nhỏ đó. Nam không có mấy cái tánh đó. Vì vậy cho nên cái người nữ họ có dễ cái, nói cái này có nhiều vị hay nói là sao mình nói chuyện hay đem cái tánh xấu nói. Không phải, đây là cái tập nghiệp. Khi mà chúng ta tu tập á, là chúng ta phải tư duy, chúng ta phải nhận rõ được cái tập nghiệp của mình, thì chúng ta mới dễ chuyển. Biết rõ nghiệp mới chuyển nghiệp. Giống như mình biết, thí dụ thôi, mình có tấm gương mình nhìn, mình biết mặt mình xấu cho nên mình mới sửa cái, làm cho nó đẹp lại. Thì cũng như thế, người mà chưa thấy được mình thì không sửa được mình. Cho nên đó, Đức Phật dạy là cái tâm chúng ta khó trụ. Cho nên ngay câu đầu là ai tâm không an trú thì người đó sẽ bị cái gì? Thứ hai là không biết chân diệu pháp. Chân diệu pháp là gì? Là không hiểu được những cái giáo lý, ví dụ như là 37 phẩm trợ đạo. Trong giáo lý của đạo Phật á, cái cách mà hướng dẫn chúng ta chuyển tâm đó là 37 phẩm trợ đạo. Mà trong đó đó, thí dụ như là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mà đó là 37 cách tu tập để mà chúng ta vượt khổ, tức là chân diệu pháp. Bây giờ nói một cái ví dụ như là bát chánh đạo thôi. Trong đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Chứ mình làm cái gì phải có cái chánh, có cái thấy rõ. Thì người mà không thấy được diệu pháp, không có tâm an trú, thì cái tâm người này sao? Tịnh tính bị rúng động, niềm tin bị dao động, thì trí tuệ khó viên thành. Còn cái chuyện thí dụ bây giờ mình đi tu đi,
Nếu mà mình đi vào chùa mình tu á, mà vì một lý do nào không phải là chính đáng, thì cái sự ở trong chùa tu của mình nó không vững. Ví dụ mình đi tu là tại vì mình nghèo mình vô tu, mà khi có tiền là mình có thể ra. Hay là mình buồn tình mình đi tu, bữa nào hết buồn tình rồi và có thể mình thấy một người nào đó mình có tình cảm với họ, mình đi ra. Cho nên mình đi tu không phải vì cái một cái ý chí gọi là một cái ý niệm cao thượng á, thì cái chuyện đi tu đó nó không có dễ dàng, là vì trong khi mình tu những cái tâm ý nó cũng sanh khởi. Vì vậy cho nên có thể mình sẽ ra đời. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Đó là ba việc của một cái tâm mà chưa chuyển hóa. Thì cái câu này á, đó là cái bài kệ. Còn nếu mà viết theo văn trường Hàn thì câu như thế này: người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố thì không thể thành tựu được trí tuệ cao siêu. Đó là diễn đạt lại cái bài kệ đó qua cái văn trường Hàn. Hay nói cách khác là văn trường Hàn và được diễn lại thành bốn câu kệ như nãy. Còn cái văn trường Hàn thì mình đọc mình dễ nắm hơn, vì chữ nó nhiều, nó diễn đạt được đầy đủ để chúng ta dễ nắm. Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố thì không thể thành tựu được trí tuệ cao siêu. Ví dụ như mình làm một cái việc gì mà mình làm sơ sơ, mình làm không cố, không có hết lòng, thì cái đó nó cũng thành vậy, nó cũng có vậy, nhưng mà nó không tỉ mỉ, nó không có nhìn, nó không có thẩm mỹ, nó không có ngon, nó không có đẹp. Vì sao? Vì chúng ta làm sơ sài. Còn cái gì chúng ta làm mà chúng ta để tâm vào đó thì sự việc nó có khác. Sự thật là như vậy. Ví dụ bây giờ quý vị, xin lỗi đại chúng, ví dụ bây giờ mình ngồi mình làm một món bánh, hay là mình tụng một thời kinh. Nếu mình tụng một thời kinh mà mình tụng hết lòng á, cái thời kinh nó khác á. Còn mình lên mình tụng cho có, là tại vì tụng cho hết giờ rồi đi xuống á, thời kinh nó khác á. Ví dụ như tới 7:30 tụng kinh rồi cũng đắp y lên như người ta vậy, mà tụng để mà cho có cái cách tụng vậy thôi. Cho nên cái lời kinh, cái thời kinh đó nó không có tha thiết, nó không có chiêu cảm được. Tại vì ngay cái người tụng đã lưu xuất cái tâm là tụng cho có, lên tụng cho rồi đi, chứ tới giờ rồi không tụng không được. Thành thử ra thời kinh đó nó không chiêu cảm. Vậy thì mình có cầu gì nó cũng linh, tại tâm không có lấy gì linh. Người ta kêu là cảm ứng mà, thì tâm không có cảm thì không thể ứng được. Cho nên cái sự tương thông của tâm là nó vậy. Ví dụ như mình á, mình ghi tên, mình nhờ quý thầy cầu siêu cầu an cho người thân đi. Nhưng mà nếu mình mà có, mình có mặt trong cái buổi lễ đó, mình đem cái tâm mình giao cảm trong buổi lễ đó, người mất hưởng trọn hơn. Tại sao? Tại vì mình biết người thân mình là ai, mình có cái tình thương với họ, cho nên mình giao tiếp với cái sức chú lực của quý thầy. Còn quý thầy có thể tụng bằng cái lực của quý thầy, nhưng quý thầy không biết người đó là ai, chưa bao giờ gặp mặt, chưa có cái tình cảm, thì cái năng lực nó cũng chưa chắc là 100%. Vì vậy mà thường á, tụng kinh cầu nguyện á, người thân tự mình tụng ở nhà, hoặc mình đến chùa mình tham dự cùng với chư tăng, để cái lực cầu nguyện cho người thân đó được trọn. Và khi mình tụng như vậy đó, người mất hưởng một phần, mà chính bản thân mình hưởng tới 6 phần. Tại sao? Tụng xong, trời ơi, tôi đâu có ngờ kinh hay dữ vậy, bữa nay tôi hiểu ra được tội phước nhân quả đạo lý, mình nhận được cái điều, cái lời dặn của Phật, mình sống. Bây giờ người vì tụng cho người mất mà người sống cũng được lợi. Thế thì trong kinh nói đâu có sai. Trong kinh nói là mình cầu siêu cho người mất á, người mất hưởng một phần mà người sống hưởng tới 6 phần. Điều đó đúng. Tại vì mình tụng cái người mất đó, mình vì cái người mất đó, mình để cái hình, mình để gì là mình tụng, thì cái người đó nghe, mình không thấy. Họ nghe bằng cái tâm thần thức của họ, nhưng mà thật sự trước mắt rõ ràng là người thân đang hành trì. Người thân này chưa bao giờ biết ngồi xếp bằng nha. Bữa nay gì cầu siêu cho ba, cho mẹ ngồi xếp bằng à.
chưa bao giờ ngồi yên ngang bài giảng tụng thời kinh nha, mà hôm nay vì cha mẹ mất được vào chùa ngồi tụng thời kinh. Rõ ràng thân được chuyển, miệng được chuyển, ý được chuyển qua một thời tụng kinh, qua một buổi nghe giảng. Cho nên cái tâm mà mình an trú là nó tạo ra cái lực. Pháp Hòa ví dụ như một cái nhà nào mình thường ở đó, tự nhiên mình bước vô nhà mình thấy ấm cúng. Nhà mà bỏ đi vắng hoài không ai ở chân, tự nhiên bước vô thấy nó lạnh lạnh. Cái cảm giác nó vậy mà. Tại vì mình có ở cái mình mới tỏ được cái năng lượng. Cây cối nó cũng cảm nhận được điều đó, chứ không phải là không. Pháp Hòa nhớ năm 2001 có một tu viện ở Mỹ mua lại một cái trung tâm trại lính để làm chùa. Thì cái chỗ đó ngày xưa là tập cho lính, là tập vợt rồi bắn súng rồi bỏ phế bao nhiêu năm trời. Cho nên cái chỗ đó cỏ cây nó khô cằn, nó hoang dại, vô nhìn thấy thảm não lắm. Vậy mà khi chùa mua được cái cơ sở đó rồi, chư tăng về ở đó mỗi ngày tụng kinh tu tập. Một năm sau chỗ đó tươi xanh trở lại. Tại sao? Nó có sự chăm sóc. Trên phương diện tưới cây làm cỏ là có sự chăm sóc. Còn ở phương diện khí, tỏa ra cái khí. Cho nên thường thường mình đi đâu mà đi mình hơi hớn ớn, có người thứ hai tự nhiên yên tâm hơn. Tại sao? Người đó tỏa ra được cái khí để cho mình yên tâm an trú. Thì Đức Phật xác định bằng cái câu này là để diễn đạt tâm người chưa an trú. Bây giờ câu thứ hai là Đức Phật nói tâm người đã an trú. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Đó là câu kệ, còn đây là câu trường hàng. Người tâm đã thanh tịnh, không còn các hoạt loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Thì câu này, câu trước Phật diễn đạt ba cái của phàm phu là không an trú, không hiểu chánh pháp, tâm bị dao động. Còn cái câu này Đức Phật diễn đạt ba trạng thái của người giác ngộ. Một là gì? Không bị chi phối. Thứ hai là không ái tham. Thứ ba là không bị sân chi phối. Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều phiền não. Nhưng mà có bốn cái phiền não mà nó nặng nề, nó chi phối mình nhất là bốn thứ. Một là tham, hai là sân, ba là si, bốn là phiền não. Tham, sân, si, phiền não. Thật ra còn nhiều lắm, nhưng mà bốn cái này là bốn cái chánh. Cho nên các vị tu tập làm sao chuyển bốn cái đó. Thì đối với một cái người mà như cái ông này, như tôn giả Siddhartha này, ông vượt được cái tham ái là trước kia có bữa thì ông còn thèm ăn. Ở chùa thì ăn cũng có giờ có giấc, mà ví dụ như đặc biệt nữa là ăn chay à, ăn chay là một cái khổ rồi. Đã vậy rồi ăn giờ giấc nữa, đâu phải như ở nhà muốn ăn giờ nào ăn, phải không? Rồi á, ngủ cũng phải có giờ có giấc, chứ đâu phải muốn ngủ giờ nào ngủ. Ở nhà thì thích thì làm, không thích thì thôi, không được. Vô chúng ở trong chùa là phải theo chúng. Người ta làm việc, mình làm việc. Người ta ngủ thì mình đi ngủ. Người ta ăn, mình đi ăn. Người ta tụng kinh, mình đi tụng kinh. Không được làm ngược lại. Mà thậm chí đi đâu mà không có lý do chính đáng, không được đi. Hỏi xin thầy cho con đi ra ngoài làm gì? Đi uống cà phê với bạn. Ở ngoài đời chuyện đó nó dễ lắm, trong chùa không có chuyện đó. Mà thí dụ bây giờ mình cho được một người rồi hai người. Mà ở đây á, cái cách của người Việt Nam mình đã nghe quán cà phê cái tự nhiên mình có một cái ý niệm gì đó nó không hay. Nhưng ở đây thì cái quán cà phê nó bình thường. Tuy vậy nhưng nó mất thời giờ, chứ không có gì hết á. Vì cái thời giờ của chúng ta nó rất hiếm quý. Và chúng ta có được là để làm gì? Để tu tập, để đọc sách, để nghiên cứu, để trau dồi. Chứ không để cho thời giờ nó lãng phí. Người đời người ta lãng phí thời gian, cho nên cái sự học hỏi nó không nhiều. Còn nếu chúng ta là người trí, đây không phải riêng nói người tu nha, người trí thôi, tất cả những người có tư duy, có suy nghĩ thì không nên lãng phí thời gian.
Mà thời gian là chúng ta phải tận dụng. Thời gian chúng ta phải tận dụng, bởi vì chúng ta còn rất nhiều cái khác chúng ta bị chi phối. Có nhiều khi sáng ra muốn làm việc này, tự nhiên chuyện gì nó đến cho là mình mất hết một ngày, mà những việc mình muốn làm phải đình trệ lại hết. Cái chuyện đó nó xảy ra thường nhật trong cuộc sống. Thế thì làm sao chúng ta dám lãng phí những cái ngày mà chúng ta làm được việc gì? Và Pháp Hòa bị hoài vậy. Nhiều khi hôm nay chương trình phải làm này, tự nhiên sáng ra cái có một gia đình nào đó có việc gì đó thì người ta cần mình, mà cái này mình cần giải quyết hơn, thì tất cả việc khác phải đình lại hết, phải lo việc này. Rồi giờ làm gì đây? Buổi tối phải làm bù trở lại do những công việc tới. Cho nên tâm không đầy tràn dục, tức là không bị những cái dục nó chi phối, không bị những cái tham, thì các vị chứng quả đó, các vị mà chứng quả tới Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì các vị không còn bị cái thiện cái ác nó chi phối. Ở đây chỗ này nó hơi khó hiểu, thì Pháp Hòa giải thích câu thứ ba này nhiều hơn chút. Thường thường á, khi mình đã tu thì phải làm thiện, chứ cái ác bỏ là đành rồi, cái đó không có gì để cãi. Nhưng mà cái thiện phải làm chứ, tại sao trong này nói là cái vị này đoạn luôn cả thiện ác? Làm sao? Xin giải thích như thế này. Thường ngày chúng ta làm thiện, nhưng mà cái thiện của chúng ta luôn luôn có cái chiều sâu của sự dính mắc chấp trước vào danh, vào cái quyền lợi. Nếu mà mình làm thiện mà mình không được những cái đó, có khi giận thì có thể mình không giận, mà có thể mình buồn. Pháp Hòa ví dụ, mình giúp cho ai đó hành động thiện, nhưng mà chiều sâu chấm ngầm ở trong á, tôi làm ơn đó, tôi làm ơn cho người đó đó. Cho nên rồi mai chiều cái người đó không nhớ mình, họ giận mình hay họ làm gì mình là tức giận lên. Có nhiều khi nó thôi thôi đừng nhắc tới người đó, người đó vô ơn bạc nghĩa thế này thế kia. Cho nên từ cái làm thiện đó, nó sanh cho mình phiền não nếu người kia không đáp ứng những cái gì mình mong muốn. Cho nên cái thiện của hàng ngày chúng ta đang làm đây nè, là cái thiện của phàm phu. Cũng làm thiện nhưng mà của phàm phu, người ta mà quên để tên mình cái là có thể giận, có thể buồn, có thể trách. Người ta mà không nhớ tới mình một cái buồn trách, mà thậm chí mình làm thiện cho người đó rồi, bây giờ người đó trở nên sống bạc bẽo với mình còn tức giận hơn nữa. Đó, mà không ai nhận diện ra được những cái điều thiện mình làm, mình cũng buồn nữa. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đều khuyến mọi người làm thiện, nhưng nếu với cái nhìn của Bậc Thánh, cái thiện mà chúng ta còn bị chi phối bởi tham, có thể tham danh, tham tiếng gì đó không biết, thì cái thiện đó vẫn không sao, nhưng mà chưa phải là cái thiện của Bậc Thánh. Cho nên Bậc Thánh đoạn cái thiện này, đoạn cái thiện mà làm thiện mà còn dính mắc. Các bậc thánh vẫn làm thiện mà không dính mắc là sao? Các ngài làm mà không nghĩ rằng phải ai nhớ mình. Pháp Hòa ví dụ, khi mình cho một người bạn mình một cái bánh, có thể mình nhớ. Nhưng mà thường thường mình nuôi con mình, nó có bao giờ mình tính nhớ nó đâu. Tại vì mình không nghĩ cái đó là thiện, mà mình nghĩ đây là tình thương. Cha mua bánh cho con ăn không bao giờ tính. Nhưng mà nếu mình mua bánh cho con hàng xóm là mình sẽ nhớ. Tháng rồi cho nó cái bánh đó, và bữa nay qua xin nữa. Nhưng mà con mình làm có bao giờ mình kể đâu. Cái thiện của một người cha làm cho con chính là cái thiện của Bậc Thánh, gì làm bằng tất cả tình thương mà không tính toán. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thì cái Bậc Thánh mà người ta làm thiện cũng giống như mình, cha mẹ mà làm cho con vậy đó. Cho nên á, thí dụ trong cuộc sống với nhau nè, mình có xích mích gì với nhau á, lúc sống mình còn khỏe còn mạnh á, mình hay nói mạnh lắm. Tôi thề tôi không gặp cái người đó, tôi thề tôi không nói chuyện với người đó, tôi chết đừng có cho người đó tới, nghe không, tới là tôi xì á. Thí dụ mình có những cái ý niệm như vậy đó. Bây giờ cái tâm phàm phu đó mình chuyển đi, để làm chi? Để mình giải thoát.
Tại vì mình còn nuôi cái tâm đó là mình còn khổ đau, mà ân oán sẽ tiếp tục. Cho nên phải giải bằng cách nào? Người đời mà ta còn khuyên mình câu nè: nghĩa tử là nghĩa tận. Cái tình nghĩa khi chết là cuối rồi, xả đi, đừng có nuôi dưỡng nữa. Làm gì làm chứ cũng máu mủ, cũng ruột thịt, chứ đâu phải người dưng nước lã. Thành thử ra khi mà đến cái ngày cuối rồi thì tất cả phải xả hết. Cho nên á, thường thường gia đình mà đám tang hay tới mời, Pháp Hòa luôn luôn gặp gia đình mà Pháp Hòa luôn luôn nhắc một điều: các vị nhớ làm tang lễ cho cha mẹ trong cái tinh thần hòa hợp, trong cái tinh thần tha thứ, trong cái tinh thần xả bỏ, thì mình thể hiện cái điều hiếu đó mới trọn với cha với mẹ. Còn không các vị chưa đi được đâu. Mặc dù mình chôn rồi, mình thiêu rồi, mình nhờ thầy cầu rồi, mà chưa chắc cha mẹ siêu. Tại vì cái gút mà cha mẹ còn đang ở trong lòng đó là con cái mình chưa hòa hợp. Mà chưa hòa hợp được, cho nên á, ai buồn kệ người ta, tự mình xả trước. Mà một người mà nghe, xả được thì nó đỡ được một người. Rồi cái người nào xả được mà biết người kia chưa xả, khuyên: thôi anh ba, tôi đây nè, tôi giận tím bầm gan tím mật mà tôi còn xả nè. Anh ba xả luôn đi cho má vui. Anh ba nghe xong khuyên anh Tư, khuyên chị Sáu, thí dụ vậy. Nhờ vậy mà mình xả cho nhau, mà người đó giải thoát. Mà trước hết ai siêu? Mình siêu. Cái người sống siêu, mà người sống siêu, siêu cho người chết mới dễ. Mình chưa nhẹ sao mình nhân ái? Mình chưa giải thoát, mình giải thoát cho ai? Cho nên cái người tụng kinh không phải đơn giản đâu, tâm phải thanh tịnh. Khi mình tụng kinh, mình phải chú thành, mình phải chí thành, mình vì người đó mình khai thị. Thí dụ như mình không được 100%, ít nhất cũng phải 70-80%. Chứ còn tụng kinh mà mắt mình ngó quanh ngó quắt, rồi tâm ý mình, khi mình phóng tâm ra đem trở lại liền, mình đang cầu nguyện cho một người. Mình đem, mình tha thiết trong cái lời kinh, để mình không đủ năng lực mình nói, mình mượn lời Phật, lời Tổ mình nói. Mình hãy chuyển tải cái tâm lực mình vào đó, hòa với cái lời của Tổ, truyền ra cho người ta nghe, người ta cảm. Mình là ca sĩ không phải nhạc sĩ. Nhạc sĩ viết nhạc rất hay, nhưng mà là ca sĩ phải hát cho thật đạt, thì bài hát của nhạc sĩ được ca sĩ thể hiện bài hát đó, người nghe khóc cảm, là tại vì nhạc sĩ viết đã hay, ca sĩ hát cũng hay, bài hát đó có giá trị. Ông nhạc sĩ cũng viết nhạc hay quá chừng, lời cũng hay quá chừng, mà ca sĩ hát rất quá, thì làm sao truyền cảm được. Cho nên ông nhạc sĩ đó, ông sẽ rất mừng nếu ông tìm được một người ca sĩ mà hát cái bài nhạc của ông mà đúng tông, đúng cái nỗi lòng của ông cảm được. Kinh cũng vậy thôi, mình tụng kinh cũng vậy thôi. Cho nên quý vị không cần nghe A của ông sao á, quan trọng là tâm chí thành. Cho nên á, ở đây á, Pháp Hòa rất thích nếu mà gia chủ tới mời đám tang, thứ nhất gia chủ phải thành tâm. Bước vô chùa mời tụng kinh mà còn hỏi lát thầy tính nhiêu tiền, ở đây đâu có tính tiền. Mà quý vị mời kinh mà quý vị bị tiền nó chi phối rồi làm sao thành tâm được. Cho nên vô mà đặt cái chuyện đó qua nói, đừng có nói cái đó. Để cái tâm cho yên tịnh trong mấy ngày này lo đám cho ba má. Còn cái chuyện quý vị sau khi đám, quý vị muốn cúng gì đó tùy hỷ quý vị cúng. Chùa không đặt điều kiện, chùa không đặt điều kiện giá bao nhiêu, thì quý vị đừng bận lòng cái chuyện đó. Pháp Hòa sợ uổng đi, tâm thành của thí chủ không có. Cho nên muốn thỉnh tăng cầu nguyện cho người thân, chí thí chủ phải tâm thành. Còn nếu mình tới mình nói tôi phải mời ông lên tụng cho nó ấm, ấm cái đám tang thổi lạnh quá, cái đó có mấy chục phần trăm mà. Cho nên thí chủ phải tâm thành, tang lễ phải trang nghiêm. Cho nên người thân của gia chủ phải ăn mặc cho đàng hoàng, không có củng, không có đầm. Tất cả phải mặc quần dài, áo tay dài.
Mình phải nhắc mấy đứa cháu mình, trời, có nhiều cái đám tang nó vô, nó mặc mình tưởng nó đang đi, sắp sửa nó đang đi một cái đại hội bạc ti ở ngoài sân. Thành thử ra rồi ồn náo đủ thứ, không trang nghiêm. Từ khi vào thời kinh, mọi người phải giữ im lặng. Thứ nhất, tang chủ phải thành tâm, tang lễ phải trang nghiêm, các thầy đi tụng phải thanh tịnh, ba cái đó phối hợp lại. Ông thầy tụng cũng phải thanh tịnh thân tâm, gia chủ phải chí thành tha thiết, tang lễ phải tổ chức trang nghiêm, thì ba cái đó hợp lại. Cho nên mình làm cái việc gì đó, mình đừng nghĩ tôi nể tình má tôi tha cho cái người đó, tôi nể tình ba không, đừng nghĩ gì nữa hết á. Bổn phận tôi là anh, tôi phải báo cho các em tôi biết cái chuyện tang lễ, và ai cũng có trách nhiệm bổn phận trong cái tang lễ này. Còn ví dụ không có việc gì thì mọi người tới dự trong thanh tịnh. Cho nên mình cái việc đó mình làm á, không phải làm thiện, đó là bổn phận. Cũng như nãy Pháp Hòa ví dụ, mình cho con mình ăn, chưa bao giờ mình nói bà con cô bác ơi nè, tôi đang làm thiện nè, tôi cho con tôi ăn. Không có ai nói gì hết trơn á. Mà hễ mà cho hàng xóm cái bánh là cả làng biết á. Nhưng mà mình nuôi con mình có ai nói gì đâu, vì cái đó là tình thương. Mình phải đối xử với chúng sanh sao mà giống như tình thương của mình đối với người thân ruột, không bao giờ tính. Cho nên một cái người thầy cũng vậy, cũng thương chúng mà đi xuất gia, cũng giống như là ruột thịt với mình vậy đó, thì mình mới có thể giúp chúng được. Còn mình cho chúng ở mà này đệ tử ruột tôi nè, này đệ tử người ta, thì cái tâm đó, tâm chưa phải tâm người tu, sao mình nuôi chúng. Thì thưa đại chúng á, cái chỗ mà cái câu thứ ba này nó hơi khó hiểu là tại sao một vị mà tâm không đầy dục, tức là hết dục, mà tâm không còn những cái sân nó công phá, mà tại sao lại đoạn tuyệt cả thiện ác. Cái ác đoạn là chắc rồi đó, nhưng mà cái chỗ thiện này hơi cẩn thận, là vì có đôi khi chúng ta làm thiện mà chỉ là thiện của phàm phu chúng sanh, chứ chưa phải làm thiện của bậc thánh. Làm thiện bậc thánh là gì? Việc lợi mình lợi người đã xong, như củi hết lửa tắt. Nhớ không? Trong kinh hay diễn tả cái trạng thái của bậc thánh đó. Củi hết thì lửa tắt, không có gì, giống như ngọn đèn nó hết dầu, lửa nó tắt, chấm hết, không có gì thắc mắc. Cho nên chúng con khổ thì xin cứu khổ, vậy thôi. Và mình khổ thì mình hết, mình tu tập hết khổ, thì cái người kia thấy khổ thì giúp, mà không hề đặt một cái vấn đề gì. Vậy thì bậc thánh có làm thiện không? Có, nhưng mà cái làm thiện của các ngài vượt hơn của mình một chút, là làm mà không dính vào cái thiện mình làm. Còn mình làm á, đôi khi mình có điều kiện, ví dụ như tôi giúp cho chị cái này, tháng sau tôi cần việc chị nhờ lại nha, thì cái chuyện đó nếu mà trong cái cuộc sống xã hội thì nó không sao, bình thường thôi, mình giúp qua giúp lại. Nhưng mà nói ở đây là nói cái mặt tu tập, có những lúc chúng ta phải ứng dụng cái tâm của bậc thánh vào sự việc. Thôi kệ, có khả năng thì giúp đi, giúp xong rồi thôi, đừng có vướng bận. Còn người đó họ có làm gì, đó là lỗi của họ. Còn mình, việc mình đã xong, thấy ai cần giúp thì mình làm. Vì mình cũng không phải là thánh mà có thể rà được ai tốt ai xấu, mà đợi mình cái gì mình thấy trước mắt mình làm được mình cứ làm. Thì hôm nay chúng ta học hai câu kinh Pháp Cú, câu 38, câu 39, diễn tả một cái tâm của một người chưa tu và một người đã tu. Hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị thêm cái chuyện chưa tu và đã tu. Ví dụ như hồi xưa mình chưa tu, sân dữ lắm. Giờ tu rồi, không dám nói hết sân mà sao? Giảm sân. Hồi xưa tham dữ lắm, giờ biết tu rồi, giảm tham. Tại vì sao biết không? Tham cho lắm, chết cũng đem theo. Quơ cho nhiều, ăn cũng nhiều. Tức cái nhiều khi có những cái mình suy nghĩ ra. Bây giờ quý vị để ý cái người mà thật giàu đối với người nghèo, thật ra thì cũng no cái bao tử chứ không ai hơn. Cho nên thôi, cái gì mình cho được, mình cho, mình bố thí. Cho nên ta nói á,
Cái người mà người ta muốn hoài thì người ta nói là sao? Cho hết lấy gì ăn, cho nên ta không cho. Nhưng mà cái người mà sẵn lòng cho thì ta nói là sao? Ăn hết lấy gì cho. Cái người mà lúc nào cũng muốn thì nói cho hết lấy gì ăn. Còn cái người biết chia sẻ thì nói ăn hết lấy gì cho. Cho nên cái quan trọng là cái chuyển tâm. Mà khi tâm mình chuyển rồi thì cuộc sống nó khác. Như nãy mình đọc kinh Diệt Trừ Phiền Giận đó. Cái người đó hành động dễ thương, nhưng lời nói không dễ thương. Đừng quan tâm lời nói, để ý tới hành động của người đó, để thương được người đó. Tại sao? Người có trí phải làm thế, bởi vì trước hết là diệt trừ phiền giận nơi mình. Nếu lỡ người đó lời nói dễ thương, hành động không dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy thương lời nói. Còn ngược lại, người đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm họ còn một chút gì để thương, thì hãy thương một chút gì còn lại của người đó, để mình hết sự phiền giận nơi mình. Nếu trường hợp người đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một cái gì để mà gọi dễ thương, phải thương dữ dội nữa. Tại sao? Vì người đó là một người rất đau khổ. Họ sống mà lời nói cũng không dễ thương, hành động họ không dễ thương, tâm tư họ không dễ thương, thì người đó rõ ràng là họ đau khổ rồi. Nếu họ có sự dễ thương trong lòng họ thì họ đã lộ ra rồi. Họ lộ sự dễ thương qua lời nói, họ lộ sự dễ thương qua hành động, họ lộ sự dễ thương qua suy tư. Mà giờ cả ba họ không có, thì có phải là người đó khổ không? Mình là người trí, mình giận họ làm chi? Mình phải tội nghiệp cho họ. Còn nếu ngược lại, người đó hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình lại ganh tị với người đó, mà mình không học hỏi được người đó, thì mình là người dại. Tại vì một người tươi mát như vậy mà sao mình không gần gũi, mình học hỏi. Cho nên cái bài kinh hồi nãy rất thiết thực. Bài kinh đó là do một vị đệ tử lớn của Đức Phật dạy, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài dạy cho các sư em của Ngài năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Quý vị có thể lên trên mạng bấm cái bài kinh đó, năm phương pháp diệt trừ phiền giận, rồi có thể in bài kinh đó ra để mình đọc thường xuyên để mình nhớ. Còn không chép lại, summarize cái đoạn nào mình năm cái phương pháp đó để giúp cho mình chuyển hóa. Mà tu là sự chuyển hóa chứ không có gì hết. Chưa tu thì phàm, tu rồi là thánh, phải không? Cho nên ta kêu thánh phàm đó, nó chỉ chênh lệch có một chút thôi. Nó chỉ là hai mặt thôi. Mình đổi giống như phiền não với bồ đề vậy đó. Hiểu chưa hiểu thì mình phiền não, hiểu ra rồi là bồ đề. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái bài kinh này, hai câu kinh trong kinh Pháp Cú này, để chúng ta cùng nương vào đây mà chúng ta tu tập, giúp cho mình mỗi ngày mỗi có được cái tiến bộ hơn. Chúc đại chúng một cuối tuần an lạc.